Lưu Vĩnh Phúc năm 1837 đến năm 1917 tự Uyên Đình, người Khâm Châu, Quảng Đông, nay thuộc Quảng Tây, là một quân nhân Trung Quốc thời kỳ nhà Thanh. Ông là Tổng thống thứ nhì, và cũng là cuối cùng của Đài Loan Dân Chủ, từ ngày 5 tháng 6 năm 1895, cho tới ngày 21 tháng 10 năm 1896. Nghĩa quân cờ đen, còn gọi là Hắc Kỳ Quân, vốn là tàn quân của khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc, do Hồng Tú Toàn lãnh đạo cuối đời Thanh 1851-1864 ở Trung Quốc và có sự gia nhập của những đảng cướp gốc dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Thủ lĩnh của toán quân này là Lưu Vĩnh Phúc năm 1837 đến năm 1917 tự Uyên Đình, người Khâm Châu, Quảng Đông, nay thuộc Quảng Tây. Sở dĩ gọi là Hắc Kỳ Quân, vì Lưu Vĩnh Phúc ra lệnh cho quân dùng lá cờ đuôi nheo, màu đen làm cờ hiệu. Lá cờ đen, có chòm sao bắt đầu hoặc chữ Lưu, luôn được giơ cao, đi đầu trong những cuộc hành quân của toán quân này. Cuộc khởi nghĩa nông dân, Thái Bình Thiên Quốc sau 14 năm hoạt động năm 1851 đến năm 1864, bị triều đình phong kiến Mãn Thanh đàn áp đẫm máu, nhiều toán nghĩa quân phải dạt vào miền Bắc nước ta, gây lên họa thổ phỉ ở nước ta cuối thế kỷ 19, đám tàn quân này có sự phân hóa thành nhiều dư đảng khác nhau. Quân, cờ trắng, do Bàn Văn Nhị cầm đầu cướp bóc nhân dân ở vùng Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Quân, cờ vàng, do Hoàng Sùng Anh, Diệp Tài cầm đầu lại nổi lên cướp phá ở vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang và các tỉnh phía Nam Trung Quốc. Quân cờ đen ở vùng Sơn Tây là toán quân mạnh nhất trong các toán cướp, khi vào Việt Nam trên đường đi cờ đen cho gia nhập những toán cướp người Choang Quảng Tây, vào Việt Nam năm 1865. Ở miền Bắc quân cờ đen đụng độ với một nhóm thổ dân chống đối nhà Nguyễn và giết thủ lĩnh của họ nên triều đình nên nhân cơ hội đó nhà Nguyễn ban cho Lưu Vĩnh Phúc chức vị cửu phẩm bách hộ để tiếp tục công việc bình định vùng này. Năm 1868 quân cờ đen kéo quân lên chiếm Châu Bảo Thắng. Lào Cai tự tiện thu thuế, khai khoáng, cướp bóc khắp nơi, quan quân nhà Nguyễn cũng không ngăn cản được. Năm 1869, quân cờ đen đánh tan tác quân cờ vàng, do chiến thắng quân cờ vàng mà quân cờ đen của Lưu Vĩnh Phúc chính thức được chính quyền nhà Thanh bảo trợ. Ngược lại Lưu Vĩnh Phúc cũng xóa bỏ mặc cảm khi trước, hạ lệnh cho thủ hạ róc tóc kiểu Mãn Châu để tỏ lòng trung thành với nhà Thanh. Mặc dầu trước khi đó Lưu Vĩnh Phúc là tội phạm nhà Thanh. Mặt khách quân cờ đen vẫn được triều đình Huế chu cấp lương bổng, vũ khí và trở thành đội quân đánh thuê cho triều đình Huế. Ngày 21 tháng 12 quân cờ đen phối hợp với quân triều đình Huế tiến đánh Hà Nội, sau khi Hà Nội bị Pháp chiếm ngày 20 tháng 11 năm 1873. Đại úy Pháp là Garnier dẫn một toán quân ra chặn đánh nhưng bị giết chết tại Cầu Giấy. Tới tháng 10 năm Giáp Tuất 1874 theo lời xin của Hoàng Kế Viêm, Lưu Vĩnh Phúc được thăng chức quyền tam tuyên quân vụ để đốc tước vị Nam, kiêm coi các đạo. Ngày 25 tháng 4 năm 1882, Pháp chiếm thành Hà Nội. Ngày 19 tháng 5 năm 1883 quân cờ đen từ Sơn Tây kéo ra Hà Nội. Trung tá Pháp là Henri Rivière chặn đánh ở Cầu Giấy, bị trúng đạn chết. Quân cờ đen cắt lấy đầu Rivière rồi rút về Sơn Tây. Ngày 13 tháng 12 năm 1883. Pháp tấn công Sơn Tây, quân cờ đen thủ thành và bắn trả rất ác liệt, đôi bên cùng thiệt hai nặng, tới ngày 16 tháng 12 thành Sơn Tây thất thủ, quân cờ đen rút về thành Hưng Hóa nay thuộc Tam Nông, Phú Thọ. Ngày 7 tháng 3 năm 1884 Pháp tấn công Bắc Ninh, đến ngày 13 chiếm được thành, quân cờ đen từ Hưng Hóa tới thì thành Bắc Ninh đã mất rồi nên lại kéo về Hưng Hóa. Trên đường đi, cờ đen tràn vào Hương Canh thảm sát ngày 28 tháng 2 tức mùng 2 tháng 2 âm lịch, và trên đường về tràn vào làng Mộ Đạo, nay thuộc xã Đạo Đức, giết 200 người vào tháng 3 cùng năm ấy. Hiện còn tấm bia có tên, Tuấn Nghĩa Đàn, ghi lại sự kiện ấy. Ngày 11 tháng 4 năm 1884, Pháp đánh thành Hưng Hóa đến ngày 12 tháng 4, quân cờ đen rút về Lâm Thao rồi Tuyên Quang. Sau khi chiến tranh Pháp-Thanh, năm 1884 đến năm 1885 tại miền Bắc Việt Nam kết thúc, Lưu Vĩnh Phúc phụng mệnh vua Quang Tự trở về Trung Quốc, bị ép phải giải tán quân cờ đen vào tháng 6 năm 1885. Số quân lính không về Trung Quốc, ở lại Việt Nam sẵn vũ khí quay ra làm giặc cướp và bị người Pháp dẹp trong năm sau 1886. Tuy được sự bảo trợ của triều đình Huế và cũng đã nhiều lần phối hợp với quân triều đình chống Pháp, nhưng về bản chất,
quân cờ đen xuất thân từ những toán cướp nên đi đâu cũng gây nên cảnh cướp bóc, dân chúng miền Bắc thời đó hết sức thống khổ,